Hello, xin chào các bạn. Như các bạn nào mà có theo dõi những cái video trước của mình thì các bạn sẽ hiểu mình nói đến cái phần này là mình có nói là mình chia sẻ cái tấm hình chụp sự kiện từ A đến Z thì đến cái phần này là mình chỉnh Photoshop. Để các bạn xem cái hình thay mình chụp là màu gì. Đây. Thì nếu tấm hình mình chụp màu vậy mà mình muốn vượt ra nó đúng vậy luôn thì mình sẽ mở phần mềm mà Canon lên mình vượt đây thì nó sẽ ra đúng vậy cho mình luôn. Đây, mình muốn vượt và màu đúng như cái mà mình chụp thì phần mềm Canon này nó có một tác dụng vậy. Khi mình chụp mình giờ thì sẽ thành lại hết ha, coi phải không, có chỗ có làm gì không, không có phải không. Ok thì cái phần này đó, nó khi mình mở vô thằng anh ông này thì các bạn để ý mình zoom lên cho các bạn coi nè. Với tấm hình nó xử lý không cái phần da nó không như cái mong muốn của mình ở đây. Các bạn xem một cái phần này nè ha, mình bùng lớn xíu nữa cho coi cho rõ luôn ha. Những cái phần này nó nhầy nhầy nhầy, cái da nó không được tốt, không được đẹp thì mình sẽ vượt qua đây. Các bạn thấy không, nó lặn nè. Lúc trên máy mình set 5, cái hình này mình set 5, mình dùng cái loại sắp bên này nhưng mà khi bộ Canon thì nó lại nhảy, nó định định dạng là hiểu cái này thì thực sự cái phần mềm Canon này mình cũng chưa lành về nó lắm, mình chưa xét được cái phần này thì mình chỉ vô đây mình vượt lại cái phần của mình thôi, cho nên là mình không giải thích được cái phần này cho các bạn. Cho nên mình vượt lại đúng cái da mình mà mình muốn đây. Thì đây là các bạn muốn vượt ra cái màu giống như mình chụp sau ra vậy. Còn các bạn mình chỉnh thì mình bỏ vào Lightroom mình chỉnh. Thì ở đây vì mình chia sẻ là cách chỉnh Photoshop bằng Photoshop hoàn toàn luôn chứ không có chỉnh bằng Canon hay là camera RAW gì hết. Thì mình quay lại tấm hình này. Tắt nó luôn. Rồi mình mở CS6 lên. Mình lôi ra. Ở đây, mình lôi ra CS6 thì hình nó tái vậy. Hình nó không không giống như ở trong cái phần mình xét máy nữa. Đây, nó tái vậy. Thì ở ngoài này thì nó da cái đẹp hơn rồi, cái da rất là tốt, nó mịn màng đều rồi. Cái này mình không có chỉnh gì hết á đó. Đó, mình không chỉnh về cái độ da hay là độ nét hay là độ sắc bén gì trong tấm hình này. Tại vì cái phần này mình không muốn nói về phần đó cho nên là mình vượt ra luôn, mình chỉnh thẳng luôn. Còn nếu các bạn làm hình mà các bạn muốn nét thì các bạn tự chỉnh cái phần nét lên ở đây. Còn giờ mình chia sẻ cách thức chỉnh Photoshop, mình mở ra open ra. Rồi mình trước khi mình chỉnh thì mình hơi có chút chia sẻ cho các bạn luôn, tại vì có một số các bạn là chưa biết nhìn hình, chưa cảm cảm nhận được tấm hình nó bị lỗi cái gì, muốn chỉnh tấm hình mà nhìn vô không biết nó lỗi cái gì sao sao hết, cho nên không biết ngồi chỉnh sao mà mò hoài. Còn những bạn rành rồi thì biết ở trên tấm hình này nó bị cái gì là trong đầu biết nghĩ ra sao để chỉnh rồi. Thì sẵn đây mình nói dựa dựa trên tấm hình này thôi, mình sẽ nhận xét theo của mắt của mình. Thì tấm hình này thứ nhất là mình nhìn cái màu nó tái, màu nó tái đi đó, nó không có tươi. Rồi những cái vùng mà shadow này nó tối, nó tối đi đó, mình mua theo vì các bạn sẽ khoanh vùng lại cái vùng này để chỉnh, chẳng hạn như vùng này để chỉnh. Thì ở đây mình chia sẻ các bạn không cần khoanh vùng đâu, bằng mình làm bằng lệnh lever thôi, nó tự chỉnh cho mình. Và cách mà mình chọn vùng là mình chọn vùng bằng cái lệnh trong cái này select, đọc là clone đây. Thì các bạn chọn vùng mid tone, nó sẽ ra vùng mid tone cho mình luôn. Đây các bạn dùng vùng white thì ra vùng white cho mình luôn. Thì ở đây mình sẽ nói về vùng white trước, mình chọn vậy. Khi mình bấm mình chọn vậy thì cái lệnh này nó có nhiệm vụ nó sẽ lọc những cái vùng trắng cho mình ở đây, nó trong này nó báo này vùng trắng này, lọc cho mình khỏi cần phải kích chuột vào chọn làm gì hết đó. Ok luôn đó, nó chọn vùng cho mình sẵn rồi, mình có việc là cho file thờ thôi. Thì mình xin chia sẻ với các bạn cái video này là với những bạn nào mà
biết xài rồi thì xem thì chắc chắn là hiểu rồi. Còn mà các bạn nào mà chưa biết thì mình không thể giải thích trong video này được, tại vì nếu mà giờ giải thích ra thì rất là dài dòng mà ngồi nghe rất là nhiều. Cho nên các bạn nào mà cần biết thì các bạn sẽ nói cho mình biết, thì mình sẽ làm riêng một cái video, mình sẽ phân tích cho những các bạn nào mà chưa biết nhìn hình. Rồi, mình sẽ tiếp tục làm. Mục đích của mình chỉnh màu trắng thì mình vô đây luôn, mình chỉnh màu trắng luôn. Rồi, ở ngoài mình cho là 20 bạn cái tấm hình này. Ok. Cái bước thứ hai, các bạn nên nhớ là chọn background nha, chọn lớp background. Nó sau khi mình làm nó tự động nhảy lên một kênh như vậy rồi, mình không cần phải chọn lớp trên này đâu. Chọn nhấp background này. Tiếp tục vào select. Còn đây. Rồi, mình chọn cái phần là mid tone, phần màu trung tính này. Màu tối trung bình ở những vùng này này, những vùng này này. Những cái vùng này của tấm hình này nó tự chọn cho mình luôn. Các bạn ok coi ha. Rồi đó, nó tự chọn cho mình. Nó chọn cho mình những vùng này, còn cái vùng này nó chưa chọn luôn. Cái vùng này nó nằm cái phần phần shadow. Mình ok luôn ha. Rồi mình cho vào thời khoảng 30 đi. Rồi mình chỉnh bằng lệnh lever. Mình kéo cái thanh giữa này lên nè. Mình kéo lên khoảng chừng 0.5 thôi. Ok các bạn xem, ok nó đi, để mình xem lên hay không. Đó, nó lên. Thì những vùng bê tông nó lên. Rồi, lên lượt cái thứ ba. Các bạn cùng vô đây. Nếu mà các bạn dùng quen rồi thì các bạn dùng bằng phím của nó ở đây nó không báo này. Ví dụ như ở đây sale nó có báo bằng phím, ở đây nó có báo bằng phím nhưng mà ở đây không báo, nhưng mà mình biết được là của nó là Athanet SC. Chữ S Sài Gòn á. Đó, Athanet SC. Athanet SC. Ok. Đó, chọn vào cái lệnh shadow, nó tự động chọn cái vùng tối cho mình luôn. Đây. Rồi mình cho vector là 40. Mình cũng dùng lệnh lever luôn. Và các bạn xem không? Ở đây mình chọn cái dạng shadow thì tự động nó chọn những vùng tối cho mình rồi nè, vùng tối cho mình. Áo đen nó chọn vô này. Chỉnh cho bạn thấy luôn. Thì cái phần này mình chỉnh lên khoảng chừng 1/15. Đây. Mình xin giải thích tại sao mình kéo 1/15. Tại vì ở đây tấm hình gốc các bạn coi này. Hình gốc thì màu đen này nó nặng, mình chỉ cân lại cái ánh sáng. Bây giờ nhìn cái hình nó bạc lắm. Tức là giữa màu sáng này và màu shadow này và màu mid tone này nó gần bằng nhau rồi. Cái hình nó dịu lại, nó đều, nó không trong. Nhưng mà mình yên tâm, các bạn yên tâm đi. Mình sẽ làm trong lại sau. Đây là mình cân bằng cái hiệu lệnh sáng tối cái ra trên tấm hình này đó. Đây, mình sẽ làm trong và tơ lên sau. Mục đích của mình là muốn chỉnh những vùng này. Những vùng này nó sáng lên trước. Đó. Đây, những vùng này sáng lên trước cho nên mình chỉnh vậy. Rồi, cái tiếp tục. Các bạn vào đích vào đây. Đây là cái bảng này. Các bạn vào chọn kênh channel. Đây. Các bạn chọn kênh lưu luôn. Nếu như mà vô đây các bạn thấy không? Nó nằm cái nào không biết, chọn cái kênh lưu. Rồi. Các bạn đánh vào đây. Thì cái phần này tại sao mình chọn cái blue, mục đích là mình khử vàng. Và khử vàng nó có nhiều cách khử vàng, mà cách khử vàng của mình là dùng cái lệnh blue để khử vàng. Các bạn xem mình đánh thông số vào nó sẽ tím cái hình này, mình zoom lên lớn cho các bạn xem ha. Đây, bây giờ mình gõ vào đây là 5, mình gõ vào đây là 2, mình gõ vào đây là 2 luôn. Rồi các bạn thấy cái hình tím chưa? Đây mình tắt đi, mình tắt mắt cho bạn coi, tắt mắt này, thấy chưa? Là cách khử vàng của mình nó ra màu tím tím hồng hồng đây. Rồi tiếp tục các bạn nhấn bàn phím tổng hợp bàn phím là shift control alt và chữ e, nó sẽ tổng hợp tất cả các lớp layer này lại, tổng hợp lại những. Rồi ở đây mình so sánh lại cái hình gốc của mình và hình mình chỉnh. Đây hình mình chỉnh nó sẽ nghiêng qua màu tím. Rồi bây giờ cái bước tiếp theo của mình là mình cần làm tươi cái màu này lên, tươi cả tấm hình này luôn, tươi luôn. Thì cách làm tươi của mình nó rất đơn giản. Vào đây, vào edit thì nó có phần chuyển hệ màu này, hệ màu này các bạn nhìn nè. Các bạn nào mà không biết tiếng Anh á thì các bạn nhìn ở phía, để ý cái chữ có cái chữ profile đó. Tức là không, các bạn mà biết rành rồi thì mình không nói, nhưng mà các bạn không biết thì nhớ là cái chữ profile này.
cái chữ A này nó nằm dưới cái sự color setting này, nằm trong cái mục edit, rồi các bạn click vào đây. Ok, nó hiện lên cái bảng này. Hiện tại cái hình của mình đang xài cái hệ màu là srgb. Cái phần này thì các bạn cứ nhớ vậy thôi. Cái ở đây có ba mục để cho dễ nhớ, ba mục ở đây thì cái hình của mình hiện tại là nằm chế độ này, thì mình chuyển xuống chế độ này. Đây, cái hình nó tươi lên, các bạn thấy chưa, nó tươi, đỏ lên, hồng hào lên rồi đó. Ok nó luôn rồi. Đây, từ từ cái hình của mình nó vàng vậy, nó tái vậy, mình làm lên tươi hồng hào lên này. Đến lượt này rồi mình sẽ convert nó lại. Convert nó lại thì mục đích convert này là để của cho mình giữ được cái màu tươi này, nhưng mà mình làm cái hệ màu là trên sRGB. Ở đây đây nó chuyển là cái hệ màu này, nó đổi ngược lại cái hệ màu sRGB này, nhưng mà cái màu nó vẫn tươi, nó vẫn giữ cho mình. Ok nó, ok nó tươi đây. Sau khi các bạn làm tới đây rồi thì các bạn làm sáng tấm hình này lên. Đó, mình nhìn ở đây là tại vì mình dự tính là mình sẽ làm một cái lớp cuối cùng của mình, là ý đồ của mình nó còn một cái lớp cuối cùng đó, nhưng mà để mình làm tới bước đó các bạn sẽ hiểu tại sao làm sáng trước rồi làm tới bước đó. Rồi mình copy nó lên, mình vào chế độ screen cho nó sáng lên đây. Screen thì với tấm hình này mình để là khoảng 30, mình hạ xuống khoảng 30. Các bạn bấm vào cái chữ V cho lẹ, đây nè, công cụ mover này, các bạn bấm số 3 nó nhảy ra lại số 3. Nó đang bị chừng cái gì mà nó không cho. Nó đang bị khóa cái gì đây, mình kiểm tra, không có sao cả. Rồi nhảy số 3 đó. Ok, số 3 30, các bạn coi nè, sáng này chút nè. Rồi mình nhưng từ lớp này luôn, mình copy lên cái nữa, nhưng mà cái lệnh này là mình chọn vào supply. Mục đích supply là nó trong hình, nó trong hình lại, giật hình lại, nó không mờ như cái này. Mục đích là vậy. Rồi mình chỉ để 30 thôi, không cần nhiều đâu. Bước cuối cùng đó mình làm tâm hình lên luôn, cũng là supply luôn. Mình vào đây chọn cái định mask, để mặc định là trắng đen, mình vào supply luôn, tâm hình lên. Đây, nó trong mức độ này này, các bạn để xuống đây là 40, 64. Bị cái lệnh gì. Ok, 64 nó nhảy xuống. Rồi khi các bạn bấm qua 40 như vậy thì hình nó gắt trong lên rồi. Đây. Rồi. Thì khi mình làm qua cái bước này thì cái hình của mình nó tái lại như các bạn coi không? Tại vì màu đen này, màu đen màu trắng vô nó giảm rút màu lại, nó rút cái hình này rút màu, nó làm gắt cái hình. Thì những cái màu này ảnh hưởng luôn, nó tái lại thì mình sẽ chỉnh tươi lên lại. Các bạn vô đây, các bạn chọn saturation, gõ khoảng từng 10 theo mắt mỗi người thôi. Ví dụ như bây giờ ở đây mình gõ 10, các bạn nhìn thấy màn hình của mình không có tươi còn tái thì các bạn gõ lên 15, tùy theo cái mắt cảm nhận của mọi người thôi. Và là cái hình này mình làm như mình đã nói, mình làm xong mình còn làm cái band màu nữa, cho nên mình để là 10 là vừa. Còn các bạn làm màu mà để xong ra cho khách luôn, hoặc là in ra màu này luôn, thì các bạn để 15 cho tươi lên. Ở đây mình để 10. Rồi tiếp tục. Ở đây cái màu mình đang thấy là cái màu da của nhân vật nó còn hơi màu gọi là đỏ đỏ nâu nâu á, thì mình muốn nó vàng một chút, thì mình vào cái mình cân lại, mình cân lại qua ba lăng, mình vô cái lo ba lăng này, còn lo ba lăng mình cân. Thì ở đây mình cho thử về đi 8 đi coi, trừ 8 chứ, trừ 8, tức là kéo về vậy nè, đó là trừ 8. Ok, mình thấy trừ 8 này, mình cứ zoom lại cho các bạn coi. Đây, trừ 8 nó giảm cái hồng về hồng hào, hình gốc mình dưới này, các bạn coi ha, hình gốc đây đó, có phải là mình chỉnh lên cái màu tươi lên không, không, hình gốc của mình dần dần khè à, hình mình chỉnh lên có chút hồng hồng dần dần. Khi mình chưa chỉnh bước này thì mình nhìn hồng luôn, đỏ luôn á. Có bước này vô cái đẹp thôi. Nếu các bạn chọn màu này để in thì cũng để vậy luôn, để vậy. Hoặc là muốn chỉnh qua hồng cam, vàng cam gì, các bạn kích vào đây tiếp tục. Ở đây các bạn chọn highlight, các bạn kéo về vậy nè, kéo về vậy nè.
Tại vì mục đích của mình hình này mình làm Lightroom rồi cho nên mình không kéo cái này, nhưng mà mình chia sẻ thêm các bạn muốn chỉnh tươi hồng cam thì các bạn vào đây. Đây. Tươi hồng cam. Đó. Thì phải nếu mà vậy thì phải được lên cái này xuống nữa này. 15. Đó được lên. À thôi. Đây là mình chia sẻ các bạn để màu này. À, theo mình để mình làm Lightroom mình chỉnh tới đây thôi. Cái này thì mình về lại mình trả về lại này. Mình không chỉnh cái vùng highlight này. Không. Không. Rồi. Ở đây. Rồi, tiếp tục cái hình chỉnh hình này. À, những bạn mà rành rồi biết nhìn hình rồi thì các bạn biết chỉnh ra sao rồi, nhìn cái lỗi gì rồi. Thì hiện tại mắt của mình nhìn ở đây là những cái vùng đen này. Những vùng đen này nó hơi tím tím. Áo đen này hơi tím tím. Thì mình muốn áo đen này về xanh xanh một chút. Thì các bạn chọn vào đây. Click vào Select Color. Chọn vào cái lớp này. New Star này. Màu này. Các bạn gõ trừ kéo về bên này nè, trừ bên này là xanh này, bên này là đỏ này. À, thì mình muốn cho cái màu tối, mục đích của mình là muốn cho màu tối. Màu tối tối của trên những cái áo tấm thành này, những cái vùng này nó về xanh xanh thì mình cho khoảng 5. Gõ vào cho lại cộng 5, bấm vô cộng số 5. Rồi. Xong. Đây, các bạn nào thích cái gam màu này thì các bạn để, còn các bạn nào muốn tươi hay không thì các bạn chỉnh thêm những cái vùng này ở đây, hai cái lệnh này. Còn cách mình làm dưới này là cách tốt nhất, nó tự chọn cái vùng chọn cho mình rồi, mình khỏi với cái kích vô chọn phần vùng vô mặt của đồ gì cho mình á. Các bạn xem lại hình gốc đi. Đây. Nó chỉnh cho mình trong lên luôn. Trong lên luôn. Đây. Đó, trong lên. Các bạn để ý vùng nút nút áo nó cũng trong nè. Ánh sáng nó cũng trong lên luôn nè. Đó. Nó trong gần như là cái hình của mình chụp rồi đó. Đó, hình mình chụp thì ở vùng này đỏ đỏ này. Đây. Vùng này đỏ đỏ nè. Đó, đỏ đỏ nè. Rồi. Đến đây. Mình xin chào tạm biệt các bạn. Sau rồi mình sẽ làm cái tiếp một cái video là bằng chỉnh từ đây, từ cái màu này nè, chỉnh bằng Lightroom ban ra cái màu xanh xanh. Thì như cái hình mà mình đã chỉnh, mình có đăng lên trên cái bài trước, đâu rồi đây, hình này đó, là từ cái hình màu trong này mình ban ngược với cái hình mù mù này. Đó, phim phim này đó, cho nên cái video sau mình cái video sau mình sẽ làm cái hình này cho các bạn. Xin chào tạm biệt các bạn, hẹn các bạn gặp lại một cái video bên Lightroom.